dây pi rừng người vô bay nơi sọc mày ha người vô bay sọc mày dừng thẻ đó nè dân sẽ được cách rứ cái lấy tiền cho rồi bỏ bật tay kế đi chậm ra đó nè hay nắng bật tay khmai dừng đi chậm ra đó nè dân sắp ngay rồi thập ba đất nôm đòi lúc con sang lúc con mà nét mình mới tế bật tay chất hàng cất hàng luôn ấy với lo khăn chiên và bật tay kịp xem xem uống tha xong được kịp hay nâng bật tay miên sọc xong được kịp hay nâng bật chiều bộ rốt đi cái đi rứ sợ bài chất phân tay bật chiều bộ rốt mình miên tê ca sợ bài chất đi cái gì tôi giờ rùm rùm thì than đi nhìn muối màu bật tay kênh cứ là nghĩ là cái màu hạt bàn cái màu rùm hai cai từ màu hai à râm từ mình quality sẽ được cách sau kênh nội tình tầm tay và người sau khai dưỡng của quốc mình hiện đa hai rư mình hiện tay cầm sang cần lại nàng tay rút của quốc trên màu bị càng như hấp nơi hay nâng cách hai phê đấy đã tự ở lối băng từ nơi kia rư ở lối băng rư ở lối băng ca riêng rồi bọc côn sắc xa rồi bọc côn tới tại băng lôi rưỡi ấy chẳng tới sắp ngày đi ca ru trong thì vật của quật hấp nơi khả năng chẳng còn mình hiện đa lên mình hiện hai cái đôi giờ và tế kịp xem xem thì chẳng không nên tại connection bọn bạn ở con lúc cái nhân thân và đầu phục hạ bọn con chung lúc chết đang ngay thà nơi nông tập thể cảm chưa dương lý để đặt nom đòi đồ không sai đừng lúc không nè và cặp phụng đã đặt nom rư có cướp cường ông nai hay ông nai chẳng bỏ con đứng cứ chỉ ông nai bật to phụ từ tiên nhưng khi tha nó không cho nam ti pon ở thấy bấy cả bỏ cho nó thân chết cứ chỉ cả bỏ cho nó để chơi rư thân đặt nom tập tê cứ đi cho rập mình thấy hay nâng rập sập hì nhưng khi tha cả bỏ cho nó chỉ cả bỏ cho nó môi đây mình trầm trâu đừng giờ thò hai co miên cả bấm bắt sầm lên bạn phải chăng tiền thôi nhưng khi tha miên cần nạp bạn và lương tiền đây chỉ cần nạp bạn vào trắng bằng top vì cần nạp bạn sản phẩm chiết tông đầu ban rồng lì ấy cần nạp bạn lương tiền chứ cần nạp bạn mỗi đại thông và cần nạp bạn ở trang này thông hay miên crom bực xa và bảo sao crom bực xa không sự cản đó có tu ban asana chỉ trở nó đó miên ban về không được tiền nó coi cả bảo sao crom bực xa không sự cản hồi máu trong xem bị quan một hình bí bọt nào trong sáng không sự cản một hình bấy cứ bọt nào ra sắp kia cứ chơi chơi khi nào đặt ngon bọt rồi ra thả báo để tài năng để rồi lấy bạn nào để chơi nhà đặc biệt là môn ca bọt nào dương khơi nhá miên ca cũng riêng cũng hay rồi lơ cái nào bạn lương tiền miên ca chập luôn trong bậc xa chọc nào miên chập luôn ở thân đặt ngon bọt cái nào bạn lương tiền đại miên lục hai thứ hai ấy chỉ đào ba ấy nó phải chết bọt nào bài chỉ cô chủ bó bật sức và mình ơi cả nạp bạc lương tiên cho rùm ca bọc cho nó tiên đó đói lương sống an khá và hát miên cho bạc đàm bọc cả nạp bạc do đã đập cỏ rư có đã cho một bạn dương khơi tha ca bọc cho nó tiên đó miên tay cả nạp bạc chỉ chân mùi tì và nó coi ca bật sầm lên cả nạp bạc lương tiên cứ miên tay cả nạp bạc chỉ chân mùi tế để lưu tình kế hơi cả nạp bạc xinh xinh để cho rùm ca bọc cho nó sắt ra chia cả nạp bạc ở đây trường rưu của nạp bạc dòng rồi bỏ ở nạp bạc chân đã đặt nó là dồn sàn và nó khói ca bọc nó ở trong năm khi bọn hơi liếm liếm với bọc nó rồi bạn đừng hơi nha biến cả tài tăng và bạc cả tài tăng vì ở sống nạn lục hôn sáng cứ tài tăng lục hôn nét đòi muôn ca bọc nó lục hôn nét cũng bên chiếc phai trọng kiếp để dọn bằng tay thì hay lục hôn sáng bán xanh giá các con nâng thua ca rưu có nâng vui chi này dọn tay hôm đó mùi ảnh nát tập tiền nát tập tiền đâu có ai cho bạn còn tại rồi cả bọc nó không xem khi con lập hình bấy chóp và nạp bạo chỉ chân trái chót có thua sĩ đánh thành cá bọc ca lược lục hơn một nét chia để dân tay chẳng tạo họ đẹp đó và bạn mong lục hôn sáng còn mình hiện tế đài ai lục hôn một nét chơi chung một và phải tha tê đài chơi chung một tứ phải chơi bố rô đứ cái nạp bạc đại
kna pa bichie chun to no mon bos chnaut oy pa robos kwot anchang luk khun sain mon hien te chher chmuh luk khun manat cham pe tae bos chnaut chop ban taing tang luk khun manat chea niyuk ruam mantrei tamong men na bong bat trou bat doj bong anchang bat anchang chomriep sua bong ratana ba chomriep sua ai ning chomriep sua chum jaem ye yirathi ba sara sam ba ai ning srey sara phu ba ning chomriep sua bong susat ai bong susat kot ban kaman tha doy sa khlaich pa prachang chneah ban mon oy chou ruom prakut nang ba thom troy bong susat doy phiep chas dai jeung khoeng hai kana pa phleung tien kot mon ban damnao ka yu ma hai doy sa kot ruom chmuoy ning kana pa sot manu bong kaot chi kana pa songkru chiet no pe da kroy ka romdei kana pa songkru chiet to kana pa phleung tien ko damnao ka lang veng ba da mien samachak tik bomphot pu kana pa kroy ka romlei kana pa songkru chiet mien ka baik khnyai kamlang khnong khnong nang ba mien kana dak nom rư ko samachak bos kana pa songkru chiet khlas chos chou chmuoy ning kana pa chichun hai ko baeng chaik teu chi 2-3 phnaik te tiet noh pantae kana pa phleung tien ko kot mien kamlang bos kot kư bichivorot tae mdaong kroy ka chap dam damnao ka ko chou ruom ka bos chnaot krom praksa khum sakat nok chong chnam 2022 ក៏ទទួលបានអសនៈជាក្រុមប្រឹក្សាច្រើនមែនទែនបាទដោយលោកលោកមានចំផុនបានដឹងហើយថាទទួលបានអសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាច្រើនហើយទទួលបានមេឃុំឃុំខ្លះទៅទៀតនោះបាទរហូតដល់រៀបចំបោះឆ្នោតសមាជិករដ្ឋសភាបាទគណៈបកភ្លឹងទៀនបានដាក់បេក្ខភាពនិងរៀបចំរាជញ្ញាសម្ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតតែផ្ទុយទៅវិញត្រូវបានកោជបទទួលបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនបាទបដិសេធមិនអោយគណៈបកភ្លឹងទៀនចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងបាទដោយខ្លាចដោយខ្លាចគណៈបកភ្លឹងទៀនព្រោះគណៈបកភ្លឹងទៀនគ្រាន់តែមួយរយៈខ្លីមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនមានឃើញទេបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងណាស់ដឹងថាមលុបសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នជាមលុបសន្តិភាពអ្វីបាទមលុបសន្តិភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញគឺធ្លុះធ្លាយលីងមលុបសន្តិភាពនិងដំបូលសន្តិភាពធ្លុះធ្លាយហើយបាទតែប៉ិតបងបើលោកហ៊ុនសែនគាត់គិតថាมันคลาดจังเด้គាត់มันហ៊ានតែគាត់มันមិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនចូលបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នប្រជែងជាមួយគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់នោះឆ្លុះឆ្លេឬមានផ្ទៃក្នុងបាក់បែកឬគាត់អភិវឌ្ឍទៅมันមានរីចម្ដៅត្រង់ណាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងច្រើនអញ្ចឹងគាត់មិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនឬគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលលេចធ្លោទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយគាត់ទេបាទទៅលោកមន្តថនបាទអញ្ចឹងជំរាបសួរបងរឿមវិចិត្របាទរឿមវិចិត្របាទជំរាបសួរបាទដោយលោកមានចន្ទនបានមានប្រសាសន៍ត្រូវហើយគណៈបកប្រជាជនគឺដឹងខ្លួនណាដឹងខ្លួនថាបើសិនជាបដ້ອຍខ្លួនឲ្យចូលរួមការប្រគួតប្រជែងដោយត្រឹមត្រូវនឹងយន្តធម៌ជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានគណៈបកភ្លើងទៀនគឺអត់ឈ្នះទេបាទគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកកូនសោះរបស់លោកសំរងស៊ីណាបាទក៏គណៈបកប្រជាជនខ្លាចដែរហើយយើងឃើញបច្ចុប្បន្នគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងបោះឆ្នោតហើយបិទមិនឲ្យចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងបោះឆ្នោតទៅមុខទៅទៀតនោះបាទក៏រួមគ្នាបង្កើតជាគណៈបកឆន្ទៈក៏គណៈបកប្រជាជននៅតែខ្លាចធ្វើទុកបុកនិញចាប់ខ្លួនដល់រាល់ថ្ងៃក៏នៅមានការចាប់ខ្លួនរបស់សមាជិករបស់គណៈបកឆន្ទៈដែលមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំមានអីក៏នៅចាប់ខ្លួនហើយយើងឃើញថាគណៈបកបាទកំឡុងជាតិដែលជាគណៈបកទៅបង្កើតថ្មីបាទទៅបង្កើតថ្មីយើងឃើញថាក៏ខ្លាចគណៈបកកំឡុងជាតិគឺមានការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទីដែលជាប្រធានគណៈបកហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឮថាគណៈបកកំឡុងជាតិសុំធ្វើសមាជរបស់គណៈបកគោគណៈបកប្រជាជនខ្លាចបញ្ជីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជីឲ្យអាជ្ញាធរសំទោបញ្ជីឲ្យអាជ្ញាធរបដិសេធមិនឲ្យគណៈបកកំឡុងជាតិធ្វើសមាជទៀតនោះគឺខ្លាចផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនបាទព្រោះគណៈបកប្រជាជន
ai nâng vô chừng bách soi trong nắng khung khuôn và to luôn xuân dần thí đảm bay ao biên ca rung liên cái nạp bạc và sân chi ở biên ca phạt đô qua mà sân nội tế và thiên cái nạp bạc miền tu hết ai nâng rung liên nhưng thứ nhất đôi bao thời sáu đôi cái nạp bạc sông cầu chiên chẳng bạc và to khung khuôn lục và thiên cầm sạc hà rồi mình lực lấy tôi đôi lục thiên cầm sạc hà toàn bên tôi chắc và to luôn nó có to ca rung liên cái nạp bạc nhưng khơi tha không niêm chỉ còn pro hay không niêm chỉ chặt tung đại chỉ dùng bài hay ấy ban chỉ tranh còn không ấy nhé bà bỏ bà xong chơi luôn mình thành rồi lúc vừa rồi mình thấy nhưng vậy đó tham bông vậy đó đó thân con không ấy mà bị trang người con còn hiền còn mình chẳng còn ôn khôn tha luôn ai chỉ bỏ rác lăng còn nát khá là còn không ấy bà chúng ta xua bông đâu bật ly bà sọc sải bông bà bỏ rác lăng khá là còn không ấy chẳng bộ rác lăng nên cái mình hai lăng đi cái hạt sau ấy hay miên sầm mặt đập hiệp hay miên đó với con cha hay con sau cầm lăng con khai miên tổ chương tạm tích đua là không bằng chẳng lúc con sai con vừa chẳng mấy là mấy con chẳng mấy có ao con con lăng chỉ nuôi tôi tha bà mình vừa là mấy mình vừa ấy thế con mình chen thế tôi phải kia bộ rác đang chạy bán này thả lúc ông sai rư sắp ngay từ câu bọc quật nâng kênh bảo banh như chiêm bởi chiêm bởi rốt bần nè cặp bất bởi chiêm bởi rốt sắp ngay quật nâng bạc mẹn tên bần tay quật ngược mình đuôi ra xa ca cũng riêng cũng hay tôi sắp ngay ní kênh bởi chiêm bởi rốt trong to ba rương đây thư li ư bởi chiêm bởi rốt to ba rương cặp buôn khai đại ạc phí bọt CLV nó quốc quát đuôi bà rằm khai bắt bóng tất đấy bà quát thì thú bơ chưa nử dụ rõm trây đó nử dụ rõm trây đó là ơ quát mình trây cầm riêng bà chưa bố rõ con ấy thì trây tay dược dục bao bà chưa bố rõ tự xoay vô là hơi bác chân nào rư bác ở xâm rách bà chưa bà tê xâm rách ha bà chưa bố rõ prôm rư mần prôm chẳng ពួកគាត់តបថ្ងៃនេះគាត់ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដឹងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាជាកញ្ចេះគេខ្ញុំសូមអភ័យទោសថាជាអាយ៉ងរបស់គេបាទបាទឬនៅក្រោមគំនិតរបស់យួនឬរបស់ចិនអញ្ចឹងហើយពួកគាត់មិនហ៊ានទេរាល់តែប្រជាពលរដ្ឋប៉ះយួនភ្លាមគាត់សុកចិត្តវាយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចអំណាចអ្នកដតីខ្លាំងជាងខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបាទបាទជំរាបសួរបុផាផ្នែកទឹកនាវីចេកបាទជំរាបសួរបាទហើយក៏ជំរាបសួរមែនធូបាទKH បាទហើយដោយបងរ៉ូបឺតគាត់ខមមិនអញ្ចឹងវាមិនហ៊ានទេបាទហើយបងអត់ហ៊ានទេគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺអត់ហ៊ានទេយើងឃើញថាឡើយនេះកំពុងតែលេងល្ខោនបាទលេងល្ខោនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បាទលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងលេងល្ខោននិងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជន់ឈ្លីផ្នែកពុទ្ធសាសនាបាទហើយដើម្បីបានជាខ្ញុំនិយាយថាលេងល្ខោនជន់ឈ្លីផ្នែកពុទ្ធសាសនារឿងព្រំដែនទាំងមូលហេតុអីបានជាយកព្រះអង្គច័ន្ទមនីយកទៅឲ្យទស្សនកិច្ចតាមបន្ទាត់ព្រំដែនបាទយើងឃើញថាអ្នកជំនាញព្រំដែនទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទទាំងស្ថានទូតឬក៏គណៈបព្វឆាំងពួកគាត់សិតតែមានជំនាញខាងផ្នែកព្រំដែនបាទមើលផែនទីនិងកំណត់ផែនទីឬក៏ភូមិសាស្ត្របានបានតែផ្ទុយទៅវិញហេតុអីបានយកព្រះអង្គច័ន្ទមនីយកទៅទស្សនកិច្ចបាទតាមគូព្រំដែនឬក៏បន្ទាត់ព្រំដែនព្រះអង្គច័ន្ទមនីមិនមែនជាអ្នកនយោបាយនោះទេទី1ទី2ព្រះអង្គច័ន្ទមនីមិនមែនជាអ្នកដែលអាចដោះស្រាយផ្នែកព្រំដែនបាននោះទេបាទតាមពិតបងលោកហ៊ុនសែនអស់ប្រជាប្រិយអញ្ចឹងគាត់យកប្រជាប្រិយរបស់ព្រះអង្គយកមកដាក់វិញអញ្ចឹងការបោកប្រាស់របស់គាត់នេះយកតែប្រជាប្រិយអ្នកដែលល្បីល្បីយកមកបំសាផើយយកមកឲ្យបោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋលែងជឿហើយអ្នកណាចេញមកដឹងតែសូនឯងចេញមកដឹងតែប្រជាពលរដ្ឋលែងជឿហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលថាព
ួតខ្លួនឯងថាស្រឡាញ់ជាតិបើមិនចេញមកល្អជាងព្រោះតែចេញមកប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្លែផ្លាំថាអ្នកកសែតឬអ្នកល្បីឬអ្នកណាអីក៏ដោយឲ្យតែមិនកាន់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងកាន់ជាតិសាសន៍គេផ្សេងហើយអឺការពិតប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចបាត់ទឹកដីដោយកម្ពុជាក្រោមបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវបំផុតមិនមែនដោយពួកគាត់និយាយថាពេលដែលបាត់ហើយបានឈឺឆ្អាលទេអញ្ចឹងវាមិនមែនថាពេលដែលបាត់ហើយទៀមទៀមមកវិញគេមិនឲ្យយើងអឺដោយស្រួលទេអញ្ចឹងដល់យើងច្បាំងយើឬយើងបូជាជីវិតយើមកវិញអញ្ចឹងបើពេលដែលនៅហើយយើងត្រូវតែថែរក្សាយើងត្រូវតែយកមកវិញឲ្យទាន់ពេលមែនទេបងបាទបាទអឺអរគុណបាទដូចខ្ញុំសូមអានខមមិនរបស់បងបាទកណ្ដាលខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋដឹងតែមិនតន់ដល់ពេលបាទប្រជាពលរដ្ឋដឹងតែមិនតន់ដល់ពេលបាទអើបងបាទសុស្ដីចន្ទាមូនីបាទហើយយ៉ាងបងរបឺតគាត់ខមមិនថាសប្ដថ្ងៃកំពុងដេកមិនលក់ទេភ័យហើយសប្ដថ្ងៃនេះខ្លាចកម្លាំងពលរដ្ឋដេញចេញពីអំណាចបាទត្រឹមមកត្រូវហើយបងដូចបងរបឺតគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាខ្លាចណាស់បាទរាល់ថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្លាប់ដើម្បីចាប់បាទបើមិនខ្លាចមិននេះឲ្យបងឃើញដាក់តបចិត្តដល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចបាទសួស្ដីកូនខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីបាទអីនឹងបងជាអសរថៃបាទខ្ញុំអត់អានបាទហើយដោយបងសុសាទបានគាត់មានប្រសាសន៍ហើយថាគេយកអ្នកល្បីខាងបោកមកប្រើបាទត្រូវត្រឹមត្រូវបងខ្ញុំក្នុងន័យថាមិនបានរិះគន់ឬក៏មើលងាយផ្នែកពុទ្ធសាសនាឬក៏ប្រសងទេតែខ្ញុំឃើញថាទឹកអភិបជាក់ស្ដែងប្រសងព្រះអង្គច័ន្ទមូនីគាត់ដើរតួខុសបាទដើរតួខុសដូចសប្ដថ្ងៃនេះគាត់ដើរតួខុសតប្រសាទយើងឃើញតែប្រុសគាត់ថាចុះតប្រុសសັດទៅតាមមូលដ្ឋានគឺទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែជាការរៀបចំទាំងអស់ដើម្បីអបជាពលរដ្ឋជឿលងជឿហើយប្រជាពលរដ្ឋលែងចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រេជីគូណនលែងចាប់អារម្មណ៍រឿងដាក់ខេត្តទាំង4ទៅចូលរួមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV បាទលែងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងដឹកនាំអសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះលែងអបជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍អត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រះអង្គច័ន្ទមនីដែលតប្រោះសัตว์ដែលទៅលាស់ទឹកដែលទៅបក់ផ្លិតបាទយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបើសិនជាជឿចង់ពេកនោះគឺពេទ្យគួរបាត់ទ្វីហើយបាទពេទ្យគួរបាត់ទ្វីព្រោះអីដូចថាការប្រោះការឈឺការអីព្រះអង្គអាចទៅប្រោះឲ្យជីឲ្យអីចឹងគឺពេទ្យអាចនឹងមិនមានការងារធ្វើទី1ទី2បាទរឿងចំពោះរឿងទឹកដីបាទចំពោះរឿងទឹកដីមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទព្រោះទឹកដីរបស់ប្រទេសជាតិយើងទំហំ4ខេត្តបាទមិនមែនតូចទេ4ខេត្តហេតុអីបានជាលេងសើចឲ្យព្រះអង្គចន្ទលីទៅបក់ផ្លាត់ឬក៏ទៅមើលឲ្យទៅកត់ចំណាំសួរកត់ចំណាំគូលនេះកន្លែងនេះកន្លែងនោះអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការព្រំដែនធ្វើការអត់កើតបាទយើងឃើញអ្នកជំនាញកិច្ចការព្រំដែនធ្វើការអត់កើតតលតែព្រះអង្គចន្ទលីទៅបានធ្វើការកើតបាទអាហ្នឹងថាព្រះអង្គចន្ទមនីគាត់មិនមែនជាអ្នកជំនាញព្រំដែនតែតកូលហ៊ុនគាត់លើកឲ្យធ្វើបានបាទយើងឃើញថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីរាជការតាមបណ្ដាក្រសួងមន្ទីរយើងឃើញផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអត់មានជំនាញអីច្បាស់លាស់ទេខាងអ្នកដែលជំនាញកសកម្មយកឲ្យតែធ្វើធុនអត់ដល់យកឲ្យតែធ្វើផ្នែកក្រសួងអីណាផ្សេងបាទអ្នកដែលជំនាញផ្នែកឧស្សាហកម្មយកឲ្យធ្វើអាណាផ្សេងអ្នកដែលមានជំនាញពិតប្រកបប្រឈរជើងចោលបាទហើយអត់មានទទួលការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬគណៈបកប្រឆាំងឯងឲ្យតែអ្នករិះគន់គឺដឹងតែចូលរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ទៅវិញបាទយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់អត់និយាយទេប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនគាត់ក៏ដឹងថាគាត់ជឿអ្នកណាមិនជឿអ្នកណាឯងរឿងទឹកដីមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទហើយប្រវត្តិសាស្ត្របានចារហើយថាយួនមិនដែលល្អជាមួយខ្មែរមិនដែលស្មោះត្រង់ជាមួយខ្មែរទេ
បាទពីមុនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយួនអត់ដែលស្មោះត្រង់និងល្អពួកខ្មែរមានតែខ្មែរដាក់ទឹកដីដាក់ប្រទេសដាក់ជើងពានយកប្រគិនគេបាទបាទសូមចេញនិយាយទៅមិនដែលថាខ្ញុំឃើញតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកឬខ្ញុំសិក្សាឬពីប្រវត្តិសាស្ត្រអីមិនដែលថាយួនច្បាំងយកបានទឹកដីខ្មែរយើងទេមានតែខ្មែរយើងទេច្បាំងញុះឈាមហូរអស់ហើយបានដល់ទឹកដីទាំងអស់ហើយបានយួននឹងមកសុំនៅឬអីចឹងទៅហើយក៏ប៉ិតខ្មែរយើងដោយសារអាណិតឬដោយសារនេះនឹងឯងបានអស់បោះបង់ទឹកដីច្រើនដោះច្រើនខ្ញុំកាត់លោកថុតលោកមានចន្ទុនតិចលោកមានចន្ទុនលើកមិញថាខ្មែរយើងច្បាំងខ្មែរយើងខ្លាំងពីមុនណាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងខ្លាំងច្បាំងពរិចទឹកដីបាទបងបាទពុំមែនយួនមកច្បាំងឈ្នះលើខ្មែរយើងទេបាទប៉ុន្តែខ្មែរយើងអាណិតបាទបងបាទអាហ្នឹងគឺត្រូវយើងឃើញហើយខ្មែរពូជអង្គរដល់ចង់បញ្ចប់បែរជាលោកហ៊ុនសែនយកអង្គរនេះដែលជាគេតំណែលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរហើយនឹងជានិមិត្តរូបរបស់ខ្មែរយើងយកឲ្យយួនគ្រប់គ្រងបាទបងបុរៈបុរសខ្មែរយើងបានហ៊ានបូជីវិតឬបូឈាមស្រស់ដើម្បីបង្កើតទឹកដីមួយនេះប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬលោកហ៊ុនសែនបែរកាត់ទឹកដីឲ្យគេដែលគ្មានការគិតអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបណាដែលមិនចេះកសាងទឹកដីខ្លួនឯងគិតតែបង្ខំទឹកដីខ្លួនឯងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបែបនេះបើខ្ញុំជាខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនចង់បានទេប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋក៏ប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់បានដែរប៉ុន្តែគាត់ងើបមិនរួចដោយសារការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រោះតែប្រជាពលរដ្ឋចង់បញ្ចេញមតិគាត់ធានដល់លើកទ័ពមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងហើយមិនដែលថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែទៅបញ្ចេញមតិគ្មានអាវុធគ្មានអីក៏គាត់ហ៊ានយកទ័ពមកគាត់តែជាការសង្ស័យថាអើគ្នាគាត់ឬអីយកអាវុធទៅកាប់ពិតការបំភ្លៃរបស់ពួកគាត់ថាយកអាវុធទៅនោះមិនមែនយុវជនដែលស្រឡាញ់ជាតិស្មោះទេគឺពួកគាត់ដែលស្រឡាញ់ជាតិស្មោះគឺគាត់គ្មានអាវុធគ្មានអីទេគាត់ទៅប្រឆាំងដោយសុចិត្តស្មោះរបស់គាត់គឺធ្វើបាតកម្មអហិង្សាសុំលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋងើបមកទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រដែលឲ្យក្មេងស្ទាវរបស់ពួកគាត់បញ្ចេញមកហើយនឹងមានអាវុធមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងបានចាប់អញ្ចឹងទៅគឺល្ខោនព្រឹត្តិការណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋជ្រុលនិយមប៉ុន្តែមិនមែនទេគឺពួកគាត់សំដែងល្ខោនទាំងអស់បាទបាទជំរាបសួរលោកអ៊ំថៅឈុនបាទជំរាបសួរអ៊ំបាទជូនពរអ៊ំសុខភាពល្អបាទដោយលោកមានចន្ទុនបានដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់ប្រកាសថាបើសិនជាយួនគ្រប់គ្រងទាំង4ខេត្តនោះគឺគាត់សុខចិត្តទទួលទោសទី1ទី2លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺគាត់ប្រកាសថាដាក់ក្រុមគ្រួសារប្រកបបាទយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជឿដែរគាត់អត់ជឿទេដោយសារឥឡូវនេះហេតុអីបានជាមិនទាន់យកទឹកដីយកដាក់ស្រួលផងយួនគ្រប់គ្រងហើយមានអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបមានភ្នំបូកគោនៅខេត្តកំពតយួនគ្រប់គ្រងហើយកាប់ទៅយួនគ្រប់គ្រងច្រើនហើយនឹងយួនមកនៅច្រើនបាទអញ្ចឹងគាត់បង្កើតវីដេអូបងឃើញទេថ្មីថ្មីគាត់បង្កើតវីដេអូថាគ្មានយួនទេបាទសួរទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋមានយួនអត់កាប់ទៅសួរខ្ជុំពីក្រោយហ្នឹងបាទបាទគាត់ថាមានយួនអត់បើអត់មានយួនអញបាញ់អញ្ចឹងទៅខ្ជុំគេពីក្រោយគេមិនឆ្លើយថាអត់មានហ្មងកាប់ទៅបើយួនតាំងពីតូចខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកខ្ញុំឃើញតែយួនទេបាទបាទអ្នកណាថាអត់មានយួនខ្ញុំមិនជឿហើយលោកហ៊ុនសែនលោកមិនហ៊ុនម៉ាណែតសំដែងឲ្យកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយមិនមែនថាកុហកទេប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនជឿដែរប៉ុន្តែគាត់សំដែងនេះសំដែងឲ្យគេឃើញសរបញ្ជាក់ថាគាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏អន់ខ្សោយដ៏ថោកទាបបំផុតបាទបាទដោយ
lúc mình nhận thông là lược hơi thà bạch bọn ấy dù hôn xa anh ta anh ta bọc ra nâng bạc cắt bạc cả và ngô bọt cứ dùn cực rộng nông bọc cố dùn cực rộng ấy nâng nông bọc cố nâng cứ dùn lao mập bằng cao chi ở vị hi rư có bằng cao chi cả lãnh sở mạc thị rư có cả lãnh cổ bộ bút xa xa bọc kê ấy kê miên cha chi ả so dùn lưu nâng đầu tiên nông bạn nó lực nông bọc cố bạn vụ ấy ca cực rộng cứ sọc cùng hay sọc cùng nâng cứ dùn đại bà đòn bạn ông nhà sọc cùng nâng cứ dùn đại bà đòn sinh chết dùn chân chết dùn ta tôi thì với nhiều hôn sáng lược vừa chia ở tìm được xa to là bỏ khỏi và đám bay ấy đám bay túc ông này túc ông này bằng to bùi bỏ khỏi và sân chia mình vô chất dùn đấy cứ dùn nâng hẹn chanh bì ông này lược là thôi à và chân sốc chất vừa cực bạp dàng và cô cực bạp dàng tỏ dùn đám bay bằng to ông này bằng to bùi miền tây bốc mai bóng ôn chung rung chít đường ông tê đại ai lạc đồ bạc đập mật ca cực rộng nó không thể cảm chứa dưỡng cứ ca cực rộng đòi ông này dùn một lượng để khai dưỡng lý cứ ca chủ rộng ở bên cam lạc đồ dòng phần tốt cứ ca lạc đồ cồng được con hôn lượng nẹo chia thập tay chết sẵn chết sẵn lãnh tức đây chết sẵn lãnh chia bộ rộn và nhạc đàn mình bố chia dịp vứt đám bay dùn rứa có đám bay bọt ở tên này cứ bố chia dịp vứt đám bay chết sắc rộn ai đám bay chia bộ rộn của này và muốn nực hơn kì tao nực hơn con của này đã có bông để rút nơi không thể cảm chí họ ngay đi dưỡng cưới con họ ngay rút nâu có bia con rõ ngay rút nâu nằm bố rút lia bạn quên tình hìa công bia biết mấy sẽ được cách công bông ta lại chọc cho biết bóng nói tình hìa kìa rút nâu không có tìm cao hát ca nghịch vừa dân hay sốc chất đấy mà cha chanh kịp tế khám ai dân tiếng chọn đàn khó chấp bạp tiếng biến chấp bạp mà thôi ca nó ta mà ta bảo tế sẽ chọc và tôi cảm chia dừng thì mùi thì bị nơi nè đấy nó không có tôi cảm chia xua mới có bán phía rối đây chụp biết bồng non từ kia an ấy an con thì vừa cao chặn ba vừa cao hùng chặn con thì vừa cao hùng chặn nó tiết cái cắt lôi nè tiết cái cắt lôi nó bao đặt hai móc khó đặt bong từ nia kia mình xong rồi nó nó cho chai vì ấy nó cho bon ca ho bê chữ nhưng cái nó mới bạn đôi chân hai bờ sân chia một chia một đó còn nơi ta trong ban ông nội môn ca bọc nó cơ mà mùi dù rong mùi lùi phì mơn bị chê mà chọc ấy chẳng tớ phạm cho năm ban mà đó chưa bỏ rốt có trong ban đã năng rí ai xe cách can đặt lại chốt và tê chết can tài thấu ai kì và cô tội Việt Nam cục rốn ta dương thấu kết ở mạch và dương khơi nhá ai tha thực đây cầm chìa cơ ông đã rút nó trong ca cục rốn bỏ Việt Nam Việt Nam thu túc bục lên khăn đòi xa ớt như sức sẽ thì bình lĩnh kê ai dương bằng tích bằng túi thì tha kê bằng sức là dương tam bích tức đây bỏ dương tí cả lãnh bỏ dương kê khó là khúc khổ ba đó thế nạ kê cục rôn hay kê hiên sầm lắp chìa bỏ rốt không ai cáo mà chìa bỏ rốt không ai bỏ dương á sầm lắp nó lưu tức đây không ai dương hay đặc tù toàn lưu không ai dương hay đà dương miên sức rồi nâu lượt đây luôn ai nguyên sức áp bóp đây luôn ai nguyên sức sử dụng luôn ai phân tái kê mình ao dương thư dương chưa chạm ấn đi bạn chẳng hai bà sân chìa bốc mai bóng ôn thì chìa bọt ngọt mình chẳng miên miên sân à bạn vì ba đôi bóng ôn khai trọng cua tại nhận lực ruộng kia những mũi đẹp chưa thầm tay là bay rụng đọc tế cam chưa dương ấy bà sân chưa dương rụng đọc tế cam chưa dương ở đôi phát bi cái đáp đây ở trong thì còn hôn á cam chưa khổ cô mình sẽ lấy phía bình lên này bạn dương bên chui được cam chia cả đá dương ấy cam chia khổng của dương ai chui bán này bạn để sai dương sọc ní à không ai hay không ai dương chập tay cái ní à ba chập bón khơi nhỉ lục hôn sai đừng lục hôn mà đã hiên tư chụp cho mùi đừng bong ôn khai cầu lừa tức đây khai cầu này ớt thế này con cái yun cái máu cái yun cái mà hiên chụp yun kia kia là lừa tức đây khai thấy cái phép lục hôn sai hai ao chui tụm núp bầm rong chui tranh ban sa nào chân trai đã ao chôn chết yun rứ có chui hổ cả lại đây cô rứ có cả lại nha đây là ai ao yun luôn đâu bán ai hỏi kì các bác đồng nhân tăng số hai nhóm chui sau đây là ngồi ngồi ta chui này dụ đoàn mình thấy bà đôi chia cam chia cầm chân đăng thá vì muốn chia chết sạch tại mùi rứ chia không ai được nè
tới tại chạy siêu chạy bà rứ giờ chất tục đặt chỉ mới quạt tới đôi bong như vậy chứ tới tới xua sập tục đi mình men bọc bong trao ắt vì đồ vô ắt đi pê đại quạt to và đi hạt tập tròn quạt hạt quạt nâng yun đi bà yun men mình men yun nâng thưa bà phục quạt đi chẳng bà xong tha đôi sập không ai dưng yun chẳng mình mình này anh mình thưa bà yun này cất tờ lược làm cao yun yun là không tất ao màu lược cốt làm bay miền đây ở bắc cốt đây ao thiệt vừa chả ca thôi tụt ao hơi thiệt vừa tè ao bê đại bị chia buồn con anh nơi từ lại nung một thay cho năm sang tập cho năm quật luôn nơi đòi đây nung đây đây buộc quật thưa vừa hơi một thay sang tập cho năm cái đói lại áp bị vót khơi thang á từ áp bị vót từ rút te từ ni ấy quật chắc mình cái thang ni chia bị chia buồn con anh bê đại quật thưa vừa hơi từ tại ao quật từ mình chân tế và thang lại nung áp bị vót khắng từ tại hồ cần lại na xong rung mọi quật mình men thưa ba phải chia buồn quân ấy từ chưa trả phải chia buồn kỳ chẳng đó là pk phải chia buồn đi cún tha phải chia buồn nắng và chăng lo tham với ba nhung nhung chứ đại hai tha lo tham với ba trong đùm lùm lo tham với ba liên đâu ba mong đại hai tha lo tham với ba đại đặt ở tranh pi cá bao nhiêu bao phải chia buồn đó pk phải chia buồn xong cầm lại nơi rư xong cầm lại đại quốc quật sự mặt tập hiệp đại thư bư hay nâng sự mặt tập hiệp đại nhóm rốt nhóm cắt lục minh thân bật thèm tích bà sân chỉ mới đặc nôm không ai dân bạch bọn khua dũn luôn không ai à nâng không ai dân rốt rốt nâu vui tình ý á bánh tay bà sân chỉ thả đặc nôm dân khua không ai luôn không ai anh nó không ai dân rung rương bạn dân bạn xong lục minh thần thân và vô lòng pi khua yun luôn không ai ao giờ phục bài bằng bốn trăm tỷ con bạn bông đội bóng ấy trên màn hình dây chân và khua yun hai mình miền ai tê miền đại sư cha án nâng khua xa rồi bỏ yun p đại khua không ai tới đại sư xa á bị chia bờ ruột nâng sờ lạnh bị chia bờ ruột không ai khua này ba mình men khu các ba yun tê mình men phụ quật ao tại yun mình tranh mặt tệ ư yun snowper ai muối cứ quật chữ a đòi lách ca tha phải chia bùa to ba chẳng na còn ba này cặp khai buồn đưa khai pram đang ao thay điện thấy nhưng vậy ai tha đi chứ lục quân sai hiên hiên phải đưa phải chia bùa hiện cắt đo pram khai tàu điện chẳng lục hôn sai lục hôn mà nay mưa nghe và chia buồn vật mai khang chẳng sâu mong ôn cất mưa vì cha nãy hôm nay thái kê loa thằng ấy ní kê bằng hai ao bong ôn chưa chắc đo con nè kê bằng tranh tầng a thái bong ôn không yên hiên to ba chỉ mỗi kê đây kê chẳng ơi ngớp ngớp chẳng ơi grab grab kê mình ao bong ôn từ nè ruột bị cần đập đại kì đi chẳng bóng phá ôn xong cách thái bóng phá ôn chìa mà nu hôn sai có chìa mà nu mình men hôn sai nâng chìa khá đi hay hôn sai nâng hiên mà nè ai nâng hiên đau ở vậy chẳng ớt đi đòi xa bà chìa đòi xa bóng phá ôn nè ai luộc hôn sai nè sở lọt bàn nè bàn chẳng bóng phá ôn trâu tế cách thái khu hôn ai nè có miên xa chiêm miên tất đây chia khám ai mà rút mình men lúc hôm sai ní có hoặc là chia chôn chết khám ai mới rút đây nâng hiên bà chia bà rốt nâng hiên bà chia bóng phá ôn chắc bóng phá ôn thư chắc đấy kì bà chia làm sai dập cho nam ấy bóng phá ôn này sẽ đọc kê điệt chắc bóng phá ôn chẳng ơ cùng ai lúc hôm sai ní đại đôi bong y dương ban miền bắc sa chứ khu yun luôn mau bằng ngoài ao bong phá ôn luôn thưa tam phụ quật ngâm sông mà chất bong phá ôn tha bong phá ôn chỉ khăm ai hay nứng bẹ đồn sa chiêm chỉ khăm ai chẳng ngọc nên luôn tay
ca pi ở tận đây khuôn ai mình đây bờ rẽ bờ rõ dương từ xa tha bờ rẽ bờ rõ dương ở trà bên tay dương rõ ngay đi mình đôi bờ rẽ bờ rõ dương nào bờ rẽ bờ rõ dương hiên phát đâu chiêm sao dương mình hiên đi bên tay nhóm còn mình ao bong phôn bằng hôi chiêm này rồi ta ao bong phôn tha chơi vô đăng hơi nâng tam nan cùng ao ấy lúc hôm sai lúc hôm mà nay bọc ra bong phôn tiệt chẳng pê đại miền ca đại cắt tật đây rư cắt áp bị vọt na đại khát đó là bật tê chiết bom ông tới tại to ba đôi sọc ngay đi cứ to ba đó thân nạ luôn hôn sáng hay nâng trở lạc tốt chẳng bom ông tới tại thu vực bệnh đi chỉ riêng rồi hốt đó luôn hôn sáng phát bắt đầu cầm đất rồi bỏ quật xong bà con lúc bình thân đôi giờ lúc bình thân bạn rịp rộp hơi khuôn khám ai khu dùn và khuôn khám ai khu khám ai và bà sân chìa khu khám ai khuôn khám ai cứ sở lãnh khám ai bà sân chìa khu dùn khuôn khám ai cứ chọc ai để chết dừng bà sân chìa phục mai bóng bóng chân rung chết được oh. Mình kết ông Pi tức đây buôn khai đại gặp bông ta vô đặng cùng rung áp bó xì vì nế ai phục mai bóng 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 nghiêm hay châu rung quam trô lưu cùng rung nâng ai lục hôn sáng vô buôn khét nâng ban sầm rách cho ta châu rung cùng rung hay dùn nâng mà bạc cao chìa đây xa mà tiên mà bạc cao chìa krom hôn dạp bê 80 năm cao 80 năm ta lỡ đây yên ngọt nâng bạn kê vô buôn lọc có rưu ca mà có kê bà chìa bố rọt kê vô mà thôi càng nâng kê bạc cao chìa con chìa chào bạc cao chìa phúm chìa khủng chìa sọc bạn ấy chốc đọc bê đạc buôn kẻ em chân em mà nát khỏi pram chân em mà nát khỏi mùi tiết cái đạc buôn khai tiết dưỡng ọt ọt tò bà mà nát tiết cái đạc buôn khai tiết dưỡng ọt tò bà nhưng chân khăn ông bà tế cam chứa dưỡng mà phây pram rê dần đi khai trống ấy cái đạc châu khăn ông cầm rôn được ọt đó mình dưỡng mà cục rôn được ọt bà dưỡng cục rôn được ọt nhóm xong cắt bông đi chá tiết tiết bông bà ôn là khơi tung chiết cục khai được bông bà ôn chân bông bà ôn đại khơi tung chiết dưỡng lúc khai thái bóng phụ ôn chư chập và chư chập khu phê lại ba đôi nâu lao nhận ba dương khơi nhé nó lao nhận cam chía Việt Nam lao kế cặp bông ta châu ruông cùng ruông bằng cao chi ẩn đu chật và cùng ruông bằng Hồ Chí Minh chẳng lao ní lúc hôn sáng cặp bông ta bầm ra là vô vai ẩn đu chân ta ở dưới này để sai ra cặp bông là vô ở tức đây không ai dương khai thằng ngọt nắng châu ruông không cùng ruông nâng miền láo miền Cam Chía, Lào, nâng Việt Nam, C, L, V, C nâng cứ Cam Chía, L nâng cứ Lào, V nâng cứ Việt Nam, chứ khơi nhé. Nhất bay và tên nâng cứ kê bậc cao chia cầm rung anh đâu chấm đang bị du máu ấy, cặp anh thế, bậc cao đoạt màn, bạn chắc tay bậc tiên và tư hết, bạn phải chụp bọn đấy nông ca cầm rung bỏ lùn sáng cứ cầm rung tay phải châu lại, bạn ở cho xa nâng cứ do buồn thẹt, ở cho pi bay cho nam khỏi cứ do buồn thẹt cái chỗ mặt đạn. Vì vậy chúng ta buôn khai tiết đọc bê không ai tầm mồm đọc nhẹ luôn ở hòa lình và nó cọng càng cục rô một cái bản tam mục tế tùng chít không ai mỗi tùng chít dùn mùi tam tế tam lâu tam cả xuông tam một tí tam giả la riêng cứ tùng chít bì dùn không ai dùn không ai dương tật to ba nạp bản muốn bê nhẹ lỡ cứ khuốc bê bản chẳng hai mình to nói khuốc bê cứ ruông cái này ba to ba đam bay ở miền tiếp sắc rất nông tâm trâu nông ca áp bị vót luôn anh lưu tất đây luôn anh khuôn anh chỉ mê đặc nòm mình che áp bị vót bay chỉ vô tất đây giờ ở cái áp bị vót ba ấy chấm ô tháp bờ khăng khăng nên đại khinh thưa ai mong ấy chấm po luôn sán có là riêng ở thưa rồi bom rum đại anh cứ ở thưa đi khai cầm chỉ ai cả cho chân hay đừng vốn kia ai thưa ba rồi bom rum đại anh dương miền là bạc cù bà cô bà bân cặp lâu cái ai stu lưng nghĩ những tàu pi bay cả lâu sau không long pi bay cả lâu thì cả bán bạn dương ngọt ai gì bán đấy ấy là hôn san tham bờ sân thua là bón cái ai bay đùa cái ai phò bàn cái ai rầm lùm bàn ấy cho chân từ mưa lục hôn san đai bao nên mưa tam sùng công facebook đai chân á cái bằng ho bà cô prung ở đại nhờ sùng đô rập bón prung đai mà kia đấy lịch các bạn và la luôn sạc kia đang còn màn tròn lúc mình nhận thốn
thloap dang pi robiep thua samnong luk min thon dang hai tha a ka sra pala lu hai pok mae bong bon chun rum chit dae kampong tusana ni ko khnyom chua chak kot dang dae rueng pra samtoh rueng sra pala lu hai pala lu men pala lu thomana na a pala lu muk muk ke hau muk lam a nang keu bot sa hau hai ke sra khniet 10 chuan 20 chuan hai ke yo mu to dak tam lobong hai lech kbal to tiet no ta lu hun san ban muoy ot tha lobong nang phloh ban ot ban hai ke vay ruom lu ban ot ka pa ta bong lobong ni ko ta ke thveu kom oy pichea puruat prateh phsei nang mau chlien pe a mo chou chlong dan ko chbab dan ko chbab te ទី1ទី2រំកិលបាទបងបាទគោះរំកិលដោយសារខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងអត់ព្រោះអាគោះរំកិលហ្នឹងវាមិនអាចទេព្រោះដោយសារលបងនេះហ្នឹងគេមានកាមេរ៉ាគេមានស្អីមកគេលីគេល្បាតរហូតគេបាត់ហូតព្រំដែនណាអញ្ចឹងដោយសារលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយនេះចាស់ខ្មែរយើងជាបង្គោលដែរមួយដែរខ្មែរខ្ញុំមើលទៅបាទឃើញពួកនៅខតហ្នឹងខ្មៃទៀតលោកមានសន្តិន4 5គីឡូបកូល1បាទ4 5គីឡូបកូល1ហើយបកូលប៉ុនប៉ុនបានហ្នឹងប៉ុនប៉ុនផ្លូវបាទបាទហើយឃើញយើងឃើញហីរូបភាពនៃបកូលពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនចង់ដឹងពុកម៉ែបងប្អូនចូលក្នុង account របស់គេហតពោវិរិភាពសំស៊ីនេះឃើញបានផុសពីបកូលព្រំដែនខ្មែរយើងហើយនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបងនៃប្រទេសចិនហើយនឹងវៀតណាមពុកម៉ែបងប្អូនប្រៀបធៀបទៅថាបកូលរបស់ខ្មែរយើងហើយនឹងរបងរបស់គេតើមួយណាមមជាងបើលហ៊ុនសែនថាខ្មែរយើងមមដោយសារយើងអភិវឌ្ឍខឿនជាប្រត់អាខឿនបេតុងអាអីហ្នឹងគេអាចគោះរួមលំគេអាចវាយបានបាទហើយបើសិនកសាងខឿនជាប្រត់គឺមិនអាចណាគោះខ្ញុំគ្រប់ត្រួតបាទគ្រប់ត្រួតបើសិនគាត់ចេះកសាងខឿនអបជីវរដ្ឋប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញហើយដីព្រំដែនកន្លែងលមមមគឺអុកញ៉ាបាទឬក៏ដីសម្បត្តិរបស់ចិនរបស់យួនយើងឃើញហើយតើជីវរដ្ឋណាអាចទៅរស់នៅទៅរស់កន្លែងទៅអាស្រ័យផលទៅលើព្រៃឈើនឹងបានសំខាន់ហ្មងបើប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅមែនអត់មានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យគាត់ឋានៈដឹកនាំបើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាបកូលមុខឬជានៅថាព្រំដែនដូចបាយបាយចឹងណាគេត្រូវតែមានវិនិយោគទុនឬកន្លែងរោងចក្រឬអគារអីដែលអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមុនមិនមែនទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមុនការពេលអភិវឌ្ឍទេលោកមានសន្តិនអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្ងៃមុនក៏និយាយយ៉ាងដែរថានឹងវិនិយោគទុនដែលមានរោងចក្រតែគឺបានតែនិយាយទេឲ្យគាត់ធ្វើសិនណាបាទគុំគាត់តែបានតែមាត់ឥឡូវឲ្យគាត់ធ្វើសិនហើយពេលដែលគាត់ធ្វើមិនបានត្រូវតែដក CLV នោះចេញជាដាច់ខាតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬឲ្យគាត់តែ1ឆ្នាំឬប្រហែលខែលោកមានថនអាគម្រោង CLV នេះមិនបាច់ថាឲ្យគាត់នេះឲ្យគាត់ដកឡើយហ្នឹងដើម្បីយកអាខេតហ្នឹងយកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងឯងឲ្យយើងត្រូវមានបទតព្រំដែនមានរបងឲ្យត្រឹមត្រូវគុំបកូលហ្នឹងហើយចង់ដើរចេញចូលអត់មានទៅទើសលបងទើសអីផងហ្នឹងបាទបងបាទមានតែដើរធម្មតាហើយជិះកង់ជិះម៉ូតូជិះធម្មតាហ្នឹងហើយយើងឃើញមើលជនជាតិយួនជិះម៉ូតូចូលខ្មែរអត់អីទេជិះម៉ូតូយួនណាបាទចូលខ្មែរអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែមកខ្មែរយើងជិះម៉ូតូខ្មែរយើងចូលដីយួនគឺពលិយួនចាប់ហ្នឹងហេតុអីគេអត់ឲ្យជនជាតិបរទេសមានឡានមានម៉ូតូជិះនោះទេនៅលើទឹកដីគេទៅពេញសពងអញ្ចឹងឯងមកខ្មែរយើងយួនមានសិទ្ធគិតមើលយួនចូលមកកាលពីចំនួនកៅជាងដែលខ្ញុំនៅតូចតូចលោកមានថាហ្នឹងឯងយួនដើរគ្រាវជ្រូកលុកឆ្នាំងលុកស្អីស្អីជិះម៉ូតូយួនពេញតែស្រុកពេញទីរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយួនចូលគ្រប់កន្លែងសិតតែជាកិញសម្ងាត់ចារកម្មរបស់យួននៅគ្រប់ក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នពិសេសលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់ធ្លាប់សារភាពហើយនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានទាហានយួនរាប់ម៉ឺននាក់បាទរាប់ម៉ឺននាក់គាត់ថាឲ្យគាត់ក្រោកហ្មងបើទាហានយួននៅក្នុងជួរកងកម្លាំងរបស់ខ្មែរយើងរាប់ម៉ឺននាក់គាត់កុំក្រោកគាត់ទុកឱកាសឲ្យ
អ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្រឡាញ់ទឹកដីចេញមុខជំនួសគាត់គាត់ឲ្យសិតគេបើគាត់ធ្វើមិនកើតឲ្យសិតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសិតប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំក្រមអំណាចរបស់យួនបានភ្លាមណាតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចបាត់អំណាចហេតុអីបានខ្លាចបាត់អំណាចបើសិនជាពួកគាត់ធ្លាក់មែនណាទោះរបស់គាត់ពីមុនដែលសម្រាប់ខ្មែរដែលធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរដែលចាប់អ្នកវិជាធិបតីដែលសម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនណាពិសេសយើងឃើញណាលោកប៉ែនសវណ្ណត្រូវលោកហ៊ុនសែនចាប់ដោយផ្ទាល់ដៃបាទចាប់បញ្ជូនទៅយួនដោយផ្ទាល់ដៃយើងឃើញថាព្រោះតែអំណាចព្រោះតែទួលនទីលោកហ៊ុនសែនហ៊ានក្បត់នឹងជាតិហ៊ានក្បត់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានក្បត់នឹងគ្នាឯងទៅទៀតនោះមិនធម្មតាតែគាត់បងបើគាត់មិនហ៊ានចឹងម៉េចបើគាត់មិនដែរជាប់ឆ្នោតនឹងគាត់វាយតែយើហើយនឹងប្រឡំនឹងមិនដែរឃើញគាត់ជាប់ឆ្នោតមិនដែរធ្វើដែរប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើអីដើម្បីអំណាចគាត់ចេះតែធ្វើដែរអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះខ្ញុំមិនដែរឃើញទេលើលោកហើយឡើយនេះគាត់ខំទប់ខំទប់កូនគាត់ដោយសារកូនគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទេអញ្ចឹងគាត់ខំរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យនៅឈរបានបើមិនទប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទេគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាញ់កូនសិស្សលោកសំនឹងស៊ីនេះបានយើងឃើញថាសូម្បីតែអ្នកនយោបាយតែគាត់ទំតែងើបមកធ្វើនយោបាយនិស្សិតដែលទំងើបមកធ្វើនយោបាយក៏លហ៊ុនសានខ្លាចដែរអត់ហ៊ានឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រកួតប្រជែងមួយទេសុកចិត្តរហូតវិធីសាស្ត្រដល់ស្មោកមុខផ្ដឹងផ្ដោចាប់ចោលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបាទយើងឃើញពិសេសគឺខ្មែរក្រមខ្មែរក្រមដែលមានលោកខឿនវិរៈលោកទុចធឹងលោកផៃសថាបាទលោកចៅវាសនាដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសានធ្វើទុកបុកម្នេញបាទមិនអោយខ្មែរក្រមមានទូនាទីមានតំណែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះខ្លាចអីខ្លាចពួកគាត់បើសិនមានទូនាទីមានតំណែងមានប្រជាប្រិយភាពទៅអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំរបស់លន់សែនបានណាអាចផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំរបស់ក្រុមតកលហ៊ុនបាននឹងតោងឲ្យមានការរើបំរាស់និងមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅលើទឹកដីខ្មែរក្រមយើងទៀតបានព្រោះខ្មែរយើងនឹងចូលរួមមួយជាធ្លុងមួយជាមួយនឹងខ្មែរក្រមចាប់ដៃគ្នាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពមកវិញអញ្ចឹងហើយយួនអត់ព្រមទេយួនបញ្ជាឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឬក៏បងប្អូនខ្មែរក្រមយើងទាំងបងប្អូនខ្មែរក្រមគាត់មករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងខ្មែរក្រមដែលមកធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងក៏ពូទុកពុកម្នេញលើកលែងតែគាត់ទៅចោះចូលហើយទុកចិត្តទៀតបាទតិចថាអ្នកចោះចូលលោកហ៊ុនសែនទុកចិត្តលោកហ៊ុនសែនទុកចិត្តទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រើជាសត្វលលោកឲ្យតាក់លលោកឲ្យដល់តាក់គណៈបកប្រឆាំងទី1ទី2ប្រើមន្ត្រីអតីតមន្ត្រីឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឲ្យទៅគម្រាមកំហែងបកប្រឆាំងគ្នាឯងលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ទេបាទអញ្ចឹងហើយថាល្បិចពុះពលហ្នឹងពជាពលរដ្ឋក៏ដឹងច្បាស់ណាស់បើសិនជាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានឆន្ទៈក្នុងការអភិវឌ្ឍ4ខេត្តពិតប្រាកដមែនណាគាត់ដាក់4ខេត្តហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យធ្វើប្រជាមតិឬក៏ស្ទង់មតិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ទង់មតិហើយគាត់ទទួលយកអាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយកមកដោះស្រាយមកគិតមើលថាប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភច្រើនណាអញ្ចឹងអញអត់អាចយកទៅឲ្យគេអភិវឌ្ឍបានអញអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងប៉ុន្តែផ្ទុយមកលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់អត់ស្លាប់អ្នកណាទេបាទរហូតដល់គាត់ខំរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ថ្នាក់យកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបិទតាមស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបិទតាមស្រុកបិទក្រុងភ្នំពេញចល័តកងទ័ពពេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះធ្វើមិនឈ្នះដល់ពលរដ្ឋធ្វើពលរដ្ឋលែងខ្លាចទាំងយុវជនរកល្បិចមួយទៀតល្បិចចុងក្រោយគឺយកព្រះអង្គច័ន្ទមណីយកព្រះអង្គច័ន្ទមណីយកឲ្យដល់ទស្សនកិច្ចបងច័ន្ទមុនីនឹងទេសនារឿងថាខ្ញុំដែរអត់បាត់ទេខ្ញុំដែរនៅមានចេះតើលោកអបអង្គច័ន្ទនេះមានជំនាញខាងខ្ញុំដែរអត់មានជំនាញខាងបកគោខ្ញុំដែរមានជំនាញខាងមើលផែនទីដែលទឹកដីខ្មែរយើងបាត់អត់ហើយព្រះអង្គច័ន្ទមុនីដែរមាន
ដែលដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងឲ្យអត់នៅក្នុងគុំឃុំស្រុកខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំដែនហ្នឹងបាទចឹងនិយាយថាបើគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់កុំឲ្យពកទូទទួលរបស់ពួកគាត់ទៅសម្ភារអ្នកដែលនៅតាមខេត្តព្រំដែនដែល4ខេត្តនោះគាត់ហ៊ានទេឲ្យអន្តរជាតិទៅស៊ើបផ្ទាល់ឬទៅសួរផ្ទាល់ថាមានយួនឬគេបង្ខិតដីបង្ខិតព្រំបតុលមកចូលដីខ្មែរឬអត់ចឹងបាទអញ្ចឹងបើគាត់ហ៊ានណាពួកប្រជាពលរដ្ឋគឺច្បាស់ជាជឿថ្នាក់ដឹកនាំថាថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងធ្វើជាប៉ិតប្រកាសមែនដើម្បីជាតិប៉ុន្តែមិនមែនទេគាត់យកតែក្រុមបពពួកពលរដ្ឋរបស់ពួកគាត់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាគម្រាមហើយដូចខ្ញុំនិយាយបានពីដើមហ្នឹងដូចខ្ញុំពីអ្នកបងនៅពងនិយាយនៅក្នុងមុខចឹងប៉ុន្តែពីក្រោយខ្នងមានកំភ្លើងមកវត្តអញ្ចឹងកំភ្លើងនោះនៅពីក្រោយខ្ញុំនិយាយយ៉ាងណាក៏អត់និយាយពាក្យប៉ិតអត់បានដែរបាទមានតែពាក្យប៉ិតប៉ប៉បគេបាញ់ផ្លាប់បាទលោកមានថននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងស្គាមស្ងាត់ក៏គ្រោះថ្នាក់មិននិយាយស្ដីក៏គ្រោះថ្នាក់និយាយកាន់ផ្លូវកដាលក៏គ្រោះថ្នាក់បើសិនតែនិយាយកាន់ជើងលោកហ៊ុនសែនគឺកាន់ជើងលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងបន្លំប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងខ្លែងបន្លំនៃរឿងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសុកក៏ប៉ិតបងប្អូនឬបងឯងជើងបាននិយាយមិនអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដឹងពួកខ្ញុំក៏ដឹងថាពេលនិយាយទៅបាក់ពួកអីខ្លះបាទខ្ញុំពេលនិយាយទៅខ្ញុំមានអីមានតែចូលគុកឬគម្រាមពីលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតដល់ថាគម្រាមធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារទៅទៀតនោះបាទបងប៉ុន្តែបើបងប្អូននៅក្នុងស្រុកមិននិយាយអីហើយលើកជើងលើកនេះអភិវឌ្ឍកន្លែងណាអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតទុកចាប់ទុកជាគ្នាឯងចាស់ឥឡូវបើថាបងប្អូនថាពួកខ្ញុំចានិយាយបំភ្លឺឬនិយាយឥឡូវបងប្អូនហ៊ាននិយាយទេថាកន្លែងណាអភិវឌ្ឍកន្លែងណាពុកក៏រួយអីបងប្អូនក៏ដឹងប៉ុន្តែបងប្អូនមិនហ៊ាននិយាយឥឡូវតែបងប្អូននិយាយមួយម៉ាត់មកបងប្អូនខ្លាចជាការអ្នកញុះញង់និងគណៈបកប្រឆាំងដោយខ្លួនឯងមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងទេគាត់តែជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលរកស៊ីព្រឹកងាចដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើអស្ចារ្យប៉ិតឬមានដឹកនាំមានដឹកនាំដល់ប៉ិតប្រកបលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានទេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើកនិយាយឲ្យកុំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនឬកុំឲ្យការគម្រាមកំហែងដល់ពួកគាត់ខ្ញុំគិតថាមិនមានទេតាមពិតទៅបើសិនជាមិនបាច់ឲ្យគាត់ពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនិយាយទេបើលំហសិទ្ធិសេរីភាពលំហសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតបាទចូលរួមបោះឆ្នោតស្ទង់មតិបាទហើយកុំឲ្យមានរឿងថាគម្រាមកំហែងបាទអត់ត្រូវមានទៅគម្រាមកំហែងទិញទឹកចិត្តដល់ជីវរដ្ឋទេគឺយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដណាជាអ្នកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពិតប្រាកដយក4ខេត្តហ្នឹងយកទៅចូលរួមគម្រោងអភិវឌ្ឍដោយពិតប្រាកដអត់មានយកទៅឲ្យអ្នកណាឬក៏ប្រទេសណាគ្រប់គ្រងទេបាទយើងត្រូវស្ទង់មតិជាមួយជីវរដ្ឋសិនព្រោះអីអាពេលនេះកំពុងតែមានភាពចម្រុងចម្រាស់គ្នាជីវរដ្ឋជួយជះឥឡូវឲ្យជីវរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតហើយទៅសេអំពីទុកកង្វល់ឬក៏ទៅសេអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ក្នុងការយក4ខេត្តហ្នឹងយកទៅដាក់ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍហើយបង្កើតជាប្រអប់នៅតាមទីសាធារណៈជាប្រដ្ឋណាដែលគាត់ចង់បញ្ចេញមតិគាត់សេះហើយយកដាក់ក្នុងធុងហ្នឹងទៅមិនបាច់នេះទេអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងទៅសេះហើយយកដាក់ក្នុងធុងនៅក្នុងប្រតិកម្មជាទូទាំងប្រតិកម្មជាយើងត្រូវមានធុងនៅទីតាមជនបទទីផ្សារឬអីចឹងណាសាលារៀនឬអីចឹងឲ្យជាប្រដ្ឋនឹងចូលរួមទៅសេះហើយយកដាក់ក្នុងធុងហ្នឹងចាំរដ្ឋថាបើ
cầm nót thay đó thà lâu túc phí mà tết chỉ có châu rùm stung mà tệ rư gọi bằng chanh mà tệ dù bó lắm ôi có xe hãy đặt nóng thông nâng hãy tết khối đại bạch chọc ca stung mà tệ đến vô à mà ta là stung mà tệ dù bó lắm vô một bạc bư hay nâng cầm nót ha ta nè nè vô srop nè nè mình vô srop hãy có miên mà tệ dù bó ở bụi bỏ ra mình khá vô một kích bí chà rà nè và vô một kích bí chà rà nè thà trong trâu đại tí đã vô khách bốn đại chiếc bó rốt có rùm cho rùm trách o có vô pro mà tí và vô mà kích mà tại tôi được với kích chẳng được bóng kích thật thật nạc đồng nôm đó là ở bên tay và lúc không sai lúc không mà nay con mình mến thật đồng nôm bài bình phòng con mới hiến có thật nạc đồng nôm bài bà lắm hay nâng bài thôi là bệnh đã bệnh cho nha nâng và mình mến bỏ cho nào đấy ở đời bình linh đời mặt tệ bộ rốt luôn ai phòng chẳng còn mình hiến đấy nhưng có thật hiến đấy đời sai bà sân chỉ còn vương chẳng chưa bộ rốt ăn vô bộ rốt có miễn ấy thảo tạo đọc xe gì mỗi lần dùn bà mỗi con cho cái sân giá vô bộ mà dùn hai ấy bà đời chứ này hai bàn con không bầm bật bỏ tàng không bầm quay ở rầm bầm chưa bộ rốt lên ở chạp ở rầm không dưới luôn luôn chiếc rốt không cầm riêng cầm hai cả lươn chiếc rốt luôn luôn mình snap cầm riêng cầm hai lên khách to tại rô của chi xác cứ thì muốn bóng chân lý là bây ở cho tam buôn khét nâng bạn ấy ai muốn rây ca là tam khét nâng đang cả nã sóng châu rùm xâm đài ba xâm đài chỉ mùi đi mùi tí bi rô bị thi xác mùi chết cứ của mô bị chiếc bộ rốt đại con thổ của ông chân lý ao để châu rùm tiền bạn thấy lục hôn sáng cứ bằng chiếc to lên đó bằng chiếc to tơ ao ấy chỗ bài khen mê và ly mê và âm mê thì hiên nó không tam và đa khen đại đại ông chân lý cho tập buôn khen đó ở chăm tập tu hết đôi cần nặng quá phú khang chiến sạch sầm tố khang chiến sầm tách xong khang chiến sầm tách xong rồi tiền ấy của ông chân lý của ông hát miên tu để đi không cần nặng xong thì bạn ông còn là chia lúc đông ấy thôi mà ra chẳng á con cái còn là bay rương pro sát rư co mưa chỉ ngư ấy ở chia còn sơn là tu nịt ti và bọn tao sủng rong sủng rua rương cái ca phong đan cứ ăn miên tu nịt ti thế mà bọn anh đang thạch chiết á mà thạch chiết cứ miên cả nạc cam ca phong đan đại an mà tao rót tiếp rất sập chia rư co làm hạt sạt tàng tàng tao phil bọn chân mà đi được hôn sai bằng chi ở chỗ tao đập bay bằng sạt đập bay bằng lòng ai chỉ mới bọn chân đi nó khỏi phía đại tu sĩ nào cách ủi là một vấn tư tư sĩ nào ố phụng đại năng khuyên nâu tư dù bộ rốt ai chân châu ban ấy ban ớt miên dùn nó đây tiết lâu rồi vì nó đã đôi ngày muốn đôi dụng miên nhận hôn lực là nghĩa là tu có tâu sống chiếc bộ rốt xong số bong vì bảy ngày muốn miên chiếc bộ rốt dùn con bộ rốt nâu lưu tức đây không ai đấy ai xua sẽ ạp vì bảy ngày muốn nâng nhưng cất mớ tôi đuôi màu thay cho năm sao mà năm ba đây nè viên đây luôn bàn bay thay tôi đuôi màu là hậu đây nào đây pi bảy ngày muốn ruột nó tăng pi chấm non bay chấp phẩm bốn máu á vốn á có đo lẩu với khai gì chôn chết khai á tập ơn từ chưa bao giờ khai nhưng đang tham ha bàn tay luôn không sai luôn không mà nay ni thua video ni đời đư từ chưa bao giờ con ai tha từ chưa bao giờ thay mình đang cho lấy ha miên vốn tôi dùng nguyên nhân thân bên giá tao à lục hôn san cứ mưa nghi phù rót mai khăng à mưa nghi bị mấy tha phù rót mai đôi giày sạt củ bạn con chợ ở đây nè ấp chơi ấy đi tê ấp chơi ấy đi bơ phù rót mai chơi đi bạn snap tại con dễ còn dễ ở chơi chơi snap bạn dân hai bạn tha bờ sân thì phục mai bóng ôn chẳng o bờ mình châu ruộng là bay ca phía tức đây bỏ dương ngày nắng kia vô buôn khai tạ ngày khởi kia vô buôn khai tiệt tạ chân dương được bắt bòn te bong bong còn lên nơi đây dương được bắt bòn phút mai bong ôn mưa ta te lục hay sầm rần trâu lục hôn san và cùn đòi yun cục rón lục hay sầm rần hiên chùm to và hiên chùm to đấy sọc chất rơ te rơ thằng nào có đồn tá bị đây bọc cốt đại cốt cao tần lớn năng rồi nó lửa năng tăng bị tu tăng bị ở chậm cầm nó lửa năng máu rơ mà nó có lại xế nhé
lúc hình sử dụng hình ắt hình thì mối nữa ba ấy bà sân chỉ phục mai bằng phaôn chun rung chiết nơi tại bà đào chẳng bà sân là lúc hôn san bà côn chẳng hay hay phục mai bằng phaôn rư chẳng đôi lúc hình sử dụng ta ca chư chập bà phục mai bằng phaôn chư chập bà đi từ mồm ta đo pê rư bằng rác cứ cua pê bằng